Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta một trái tim, một trái tim với biết bao điều kỳ diệu. Trái tim có lý lẽ riêng, có ngôn ngữ rất riêng mà không ai có thể kiểm soát được. Đôi khi chỉ một bóng hồng vô tình lướt qua cũng để khiến tim ta lỗi nhịp, để rồi mất ngủ đêm đêm. Thi nhân có trái tim nhạy cảm đã bao lần loạn nhịp trước hình bóng của giai nhân. Nhà thơ Nguyên Vĩ cũng đã hơn một lần trải qua cảm xúc đó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nỗi tương tư của nhà thơ trong giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Loan. Để rồi đêm như